Salon kênh này bà V quyết định đó là sẽ làm về chủ đề đó là game. Để mình chơi game thử cho mọi người xem coi mọi người có thích không ha. Nhưng mà hôm nay bà V sẽ chơi một cái game đó là thử thách một ngày làm mẹ. Mình sẽ chăm sóc em bé cái kiểu nè, để sau này lỡ mà mình có làm mẹ thiệt đó mọi người thì mình đỡ bị bỡ ngỡ đó mà. Ok lên luôn. Thì bây giờ bà V sẽ thử chơi game này xem như thế nào. Ok, mình vô đây, mình lay liền mọi người, để xem mình là mẹ như thế nào. Không biết con tôi ra sao ta. Không biết là em ấy da trắng, da đen hay là da vàng. Ủa trời, cái gì? Chồng tôi đi xe hơi cơ. Ôi. Để chồng dặn dò hai mình qua đi, mình vô trong đây thử xem mình làm cái gì trong đây nha. Trời, mẹ dặn nhiều quá mẹ ơi. À, không được để con của con khóc. Nói chung là điều quan trọng nhất là không được để con của con khóc là được. Rồi bây giờ mình sẽ đi theo hướng mũi tên người ta chỉ mình nè. Đó, mình đi qua đây. Mình thấy một cái ấn đồ quen nha. Này quen lắm nha. Này là cái nấm vú em bé. Rồi mình sẽ đi ngựa cái nấm vú nha chị em. Mình gửi sạch sẽ. Trời ơi, mọi người nghe tiếng gì không? Tiếng em bé khóc đó, tiếng con của tôi khóc đó. Để coi con tôi là con. Hello con. Ủa sao da đen dữ he. Ủa vậy là chắc tôi cưới anh da đen rồi mọi người. Trời đất ơi, ở trong đây không biết có cái nào để chọn anh da trắng được không ta. Tiếp theo mình sẽ làm gì đây? Mình cứ đi theo từng bước chân hướng dẫn. Rồi cô bé lại khóc nữa rồi. Cô bé ơi, cái này là con trai nha mọi người. Bà bé thích con gái mà sao lại cho tôi con trai rồi. Mình sẽ lấy đồ chơi cho bé. Con cũng lòng xanh thôi. Bé thích cũng lòng xanh. Lấy cục lọc xanh cho em yêu nha em yêu ơi. Sao rồi em ơi? Sao khó lấy quá vậy? Bước lại mà nó không hiện cái bàn tay lên mọi người à. Làm sao ta? Tôi không hiểu luôn á. Sao con khóc hoài vậy? Cái tả mọi người. Bây giờ mình sẽ vô đây để mình dục cái tả vô trong bồn tắm. Đó, mình dục cái tả cũ đi. Đây. Rồi, mình quăng cái tả cũ đi. Rồi xong mình lại đây mình rửa cái tay mình nghe. Chứ không thôi mà dính tè le là không có được đâu mọi người. Rồi ok, mình rửa tay xong mình đi vô đây. Mình đi vô đây mình làm cái gì đây? Đi cái tủ. À, mình sẽ lấy tả mới cho con của mình. Đúng rồi em ơi. Đó, mình sẽ tả mới cho con của mình. Rồi mình đem qua đây mình thay cho bé yêu. Đừng khóc nữa nha con, mẹ thay tả rồi. Ok con. Nên mình thấy nó đơn giản chứ ở ngoài không biết sao. À, bây giờ mình sẽ tìm một cái món đồ chơi cho baby. Để baby không có khóc nữa. Y bà V thấy cái con cũng là màu đỏ đang chớp chớp. Bà V sẽ lấy cũng là màu đỏ cho bé. Xem bé có thích không. Nè con thích con này đúng không? Đây cho con nè. Thích con là màu đỏ hả? Cưng ghê. Trời đất ơi gái. Mình qua nè. Rồi baby đang đói. Trời con tôi bây giờ nó biết đói đó mọi người. Trời đất ơi, hồi nãy giờ mới biết đói he. Bây giờ mình sẽ vô bếp. Mình do bếp, cô bé 23 năm không vào bếp. Nhưng mà sau mùa dịch này là bà V đã vào bếp nấu rất là nhiều món. Nên bây giờ chắc chắn mình sẽ vào bếp mình nấu được đồ ăn cho con của mình. À quên, giờ mình vào bếp mình rửa cái bình sữa chứ mọi người. Đã mình rửa cho sạch sẽ cái bình. Rồi, rửa sạch sẽ rồi mình mới cho bé bú được. Rồi đi đâu nữa đây? À, cái bình sữa màu xanh xanh nó đang hiện lên. Sữa bò nha, cô bé này uống sữa bò đó. Rồi ok luôn. Ủa chứ không uống coconut hả ta? Em bé không uống coconut mà em bé uống sữa bò mọi người. Rồi mình đóng bình sữa lại, mình sẽ đem đi cho bé yêu của mình. Con ơi con, sữa tới rồi. Con ơi đừng khóc nữa, mẹ nhức cái đầu quá. Trời đất ơi, tưởng tượng mà một mẹ như mình có em bé mà nó khóc từ sáng tới chiều, nó khóc suốt ngày như vậy chắc là mệt mỏi lắm luôn mọi người. Bảo sao dễ thương là được. Rồi uống sữa đi con, đừng khóc nữa. Trời ơi cô te không. À, bây giờ con uống sữa xong rồi con muốn gì nữa đây? Trời đất ơi, bà ngoại đang coi phim gì vậy?
phim hai hai vợ chồng nào đó đang nói chuyện với nhau gì tiếng Anh tiếng không hà. Thôi mình lại đây mình lấy cái gì đây, à mình lấy cái máy nghe nhạc. Trời đất ơi, nhỏ vậy mà cũng thích nghe nhạc quá ha. Con thích nghe nhạc nào? Để xem con nghe nhạc nào nha. Rồi mình sẽ bật nhạc lên cho bé yêu nghe. Mà nhìn cục này giống như cục đất sét vậy mọi người, chứ không phải là cái điện thoại nữa. Nhìn giống như cục đất sét nha. Rồi nghe. Trời, cái đoạn đầu tôi tưởng là hả nhạc cô dâu chú rể không mà nghe từng 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 từng. Ok la lô, bây giờ muốn gì nữa đây con yêu? Bây giờ là chuyên mục mẹ chồng dặn con dâu đó, mẹ chồng dặn con dâu những cái điều thiết yếu. Ok, con dâu làm rất tốt. Bây giờ bây giờ Jack sẽ đi học nên anh ấy cần afternoon gì đó. Em con sẽ gây đi thêm chung buôn và nấu gà cho him ăn gì đó, bla 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 chung gì đó. Ok, bây giờ mình sẽ đây là con trai thứ nhất, con trai đầu của tôi có tên là Jack nghe. Có tên là Jack luôn. Bây giờ con trai sắp sửa đi học thì mẹ sẽ cho con trai đánh răng rửa mặt. Đó, mình xét kem ra xong mình đưa cho cậu bé. Rồi, đánh răng rửa mặt đi con. Giỏi quá. Lớn rồi là phải nghe lời mẹ như thế này. Mà tính là thích con gái luôn, mà trong game này có hai thằng con trai luôn đó mọi người. Không hiểu luôn. Rồi, bây giờ Jack đã đánh răng xong rồi. Bây giờ con sẽ làm gì tiếp theo đây? Ok, bây giờ Jack đã đánh răng xong. Bây giờ phải cho bé Jack ăn sáng. Không biết bé Jack ăn gì đây? Ăn gì đấy con ơi? Dạ, dạ con chào mẹ. Hi mom. À là con đang đói thì con muốn ăn bánh mì. Bánh mì thì mẹ sẽ làm một cái bánh mì sandwich bằng cái lò nướng cho con nghe. Rồi, mình lấy bánh mì sandwich xong mình sẽ bỏ ra cái dĩa nè. Rồi mình đem cái dĩa này đem ra cho cậu con trai yêu dấu của mình. Rồi đó, nãy giờ không thấy chồng mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở tủ lạnh ra, con muốn uống nước không cả? Trời đất ơi, nước trái cây con không uống, con đi uống rượu. Rồi con vô trường rồi có sao không con? Trời đất ơi, thôi chiều lòng con trai luôn. Nó ăn bánh sandwich mà nó uống rượu, trời đất ơi là trời. Nè uống đi con. Nhìn thấy là chất rồi, nhìn thấy là dữ dằn rồi. Rồi ăn sáng xong rồi mình sẽ đi đâu đây con trai? Rồi bây giờ đi đâu đây con trai ơi, con trai đi đâu? Mà nhắc tới ông chồng tức ghê mọi người. Không hiểu ông nội chồng đi đâu nữa. À chắc đi làm đó. Nhưng mà sao không ở nhà trông con phụ tôi đi, đi làm chi cho cực khổ vậy? Ở nhà tôi nuôi cho. Đã rồi, bây giờ mình sẽ... Ủa con đi đâu đây? À lấy cái cặp cho con đi học đúng không? Đây mẹ thấy cái cặp, trời ơi cái cặp màu xanh dương, trời ơi đúng màu mẹ thích luôn con ơi. Con quá là hiểu ý mẹ luôn, bởi vậy. Rồi đây nè, đi học đi con. Bye bye con trai, hai đi theo đi. Đi theo coi có trốn học đi chơi không? Có đi học thiệt không? Đừng có lừa mẹ nghe. À, có xe buýt đi học đó nha. Không có trốn học. Rồi ngoan 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 quá. School bus mọi người, school bus. Rồi vô. Rồi con trai lớn mình đi học rồi. Bây giờ mình sẽ đi làm đồ ăn. Mình sẽ đi nướng gà. Trời ơi mọi người có thích ăn gà rán không? Bà V là cũng thích ăn gà lắm luôn. Trời ơi con trai yêu dấu, con trai nhỏ của mình đang nằm ở đây rất là cute hột me. Nó không khóc nữa mọi người ơi, nó rất là ngoan luôn. Mọi người thấy vi dở ghê không? Dạ con chào mom. Đã bây giờ mình sẽ mở tủ lạnh. Hồi nãy là mình mở tủ lạnh ngăn dưới đúng không? Bây giờ mình sẽ mở tủ lạnh ngăn trên coi nó có cái món gì trên đây. Được rồi, tủ lạnh ngăn trên có kem nè, có bánh. Mà ai mà đi để bánh sinh nhật trên tủ ngăn đá vậy trời? Kem thì mình còn thể tạm chấp nhận được nghe, chứ ai mà để cái bánh sinh nhật trên ngăn đá? Chắc là trong game nó vậy đó mọi người. Trời ơi tôi lấy con gà bà ơi bà. Tự nhiên cái mở cái tủ ngăn dưới cái chi vậy trời. Ok, rồi mình bỏ vô lò vi sóng để mình quay con gà. Mình quay con gà, mình đợi gà quay. Quay đều. Ở trong này không có coconut đúng ha? Rồi. À mình đóng tủ lạnh lại cái chứ thôi phà hơi ra thì nó sẽ tốn điện lắm. Yeah, mình đã đưa gà cho mẹ mình ăn rồi. Sau khi làm gà xong thì mình sẽ đi làm một ly coffee buổi sáng, một ly cà phê sữa buổi sáng nha. Ok, mình lại là dấn thân vào bếp. Mình đã thấy được một cái ly rồi này.
mẹ sẽ lụm cái ly liền. Mà cái ly hơi dơ nghe, cái ly hơi mất vệ sinh nha mấy bà, nên mình sẽ đi rửa cái ly. Đó, mình rửa cho sạch sẽ mình mới pha cà phê mình uống được. Rồi, rửa ly xong mình đặt cái ly lại lên bàn. Xong mình sẽ quay qua đây mình lấy cà phê nè. Rồi mình bỏ vô máy. Mình bỏ vô máy. Chỗ cái máy. Ờ quên. Ôi Rồi mình bỏ vô máy xong mình sẽ lấy miếng sữa mình bỏ vô máy luôn. Trong thời gian chờ đợi thì mình đi vòng vòng coi trong nhà mình. À có những quả lê. Ở đây là đây bà Vê sẽ dẫn mọi người đi vòng vòng xung quanh nhà. Hồi nãy giờ là mình không đi vòng vòng mình coi đúng không? À, mình để cà phê đó đi chắc nó không có bị cháy đâu mọi người không sao. Đây, đây là cái thùng máy giặt của bà Vê nè. Rồi đây là cái bột cầu. Đây là cái bột rửa mặt trang điểm makeup xương xương. Đây là cái bồn tắm cho cái bồn tắm bự dữ. Rồi, qua đây thử coi. Coi bên đây có cái gì nữa. Bên phòng này thì mình là phòng ngủ. Phòng ngủ tối nha. Ở đây mình có một cái tủ nè. Mình có những chú voi con bằng bông. Mình có gói bọc y trên đây là cái gì? Hũ cao cổ và một cái hộp bí ẩn. Không biết mình có thể mở cái hộp đó được không ta? Thôi, mình quay trở lại bếp để mình pha ly cà phê xong đi mọi người. Mình pha, mình uống một miếng đi cho tỉnh lại liền. Ok là luôn. Đợi ly cà phê chín là cũng mệt nữa đó. Rồi, đổ cà phê ra ly và mình đã có được một ly cà phê siêu xịn sò. Mà thôi, các bà Vê cũng xin kết thúc clip tại đây luôn he. Tại vì nãy giờ mình đã làm được khá là nhiều công việc nhà đó. Mình đã thử thách được là một ngày làm mẹ như thế nào. Để xem tập sau bà Vê làm gì tiếp theo. Mọi người hãy đón chờ nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Hẹn mọi người clip chơi game tiếp theo của bà Vê Channel.